Có phúc không cần toan tính, vẫn giàu sang phú quý bất chấp hoàn cảnh. Có phúc thì không cần toan tính gì. Dù bạn có suy đi tính lại cặn kẽ bao nhiêu, cũng chẳng thể lường trước được hết tất cả các sự cố, chi bằng giữ cái tâm trong sáng trong mọi việc để xử trí. Thậm chí bản thân có thua thiệt một chút cũng chẳng sao, vì chuyện gì dù tốt hay xấu rồi thì cũng sớm qua đi mà thôi. Cho dù đó là người lạ, người thân hay bạn bè, chúng ta có toan tính điều gì đó, mong có lợi cho mình, thì cũng chỉ được cái lợi trước mắt mà thôi. Bởi vì kết quả cuối cùng chỉ có thể là làm tổn hại tình cảm của đôi bên, cũng khiến cho bản thân lâm vào hoàn cảnh cô độc. Còn tiền bạc thì chẳng ai dám đoán trước được tương lai có còn hay không. Có câu chuyện kể lại rằng, Lý Sĩ Hành ở thời Tống được võ tướng tên Dư Anh đi theo làm phụ tá khi ông đi sứ sang Triều Tiên. Khi xong việc, được nước bạn trao cho rất nhiều tặng phẩm, nhưng Lý Sĩ Hành không quá để ý. Ông nhờ Dư Anh xử lý những việc liên quan. Quá trình trở về nước, thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước nên Dư Anh lấy lụa của Sĩ Hành được tặng để lót thuyền, tránh cho những vật phẩm của mình bị ướt. Sự cố tiếp theo xảy ra khi thuyền gặp sóng gió nổi lên, tình hình trở nên nan giải khi thuyền quá nặng. Thuyền trưởng yêu cầu Dư Anh dứt bỏ vật phẩm của ông để thuyền nhẹ bớt đi, tránh trường hợp lật thuyền nguy hại đến tính mạng những người trên đó. Trong khi đang hoang mang, Dư Anh nghe theo và dơ những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển. Khi số vật phẩm bị ném xuống nước ước chừng khoảng một nửa thì sóng gió ngừng lại, thuyền cũng ổn định lại và họ đã thoát nạn. Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền thì mới phát hiện những thứ ném xuống biển toàn bộ đều là những vật phẩm của mình. Những tặng phẩm của Lý Sĩ Hành bởi vì chất đống ở dưới đáy thuyền để lót cho nên hoàn toàn không bị mất mát chút nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi. Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ không hề giống nhau. Lý Sĩ Hành bởi không quan tâm chú ý, kết quả hoàn toàn chẳng bị mất mát gì. Còn Dư Anh thì hết sức để ý và còn cố ý bảo quản, không muốn tặng phẩm của mình bị tổn hại, nhưng cuối cùng lại mất hết. Lý Sĩ Hành không để tâm nên không màng lợi ích cho bản thân, nên cuối cùng lại giữ nguyên số lụa của mình, còn Dư Anh toan tính lại mất trắng. Nếu như nghĩ thoáng một chút, sẽ thấy con người sống ở trên đời ngốc nghếch một chút, chẳng dụng tâm như Sĩ Hành lại hay. Như Dư Anh, quá tinh minh, quá rõ ràng, quá lanh lợi, rồi sẽ có lúc sẽ thử khiến mình bị tổn thương, mất mát, mệt mỏi và khổ sở. Qua câu chuyện trên, ta mới thấy chẳng ai thông minh hơn người khác, cũng chẳng ai ngốc nghếch hơn người khác bao nhiêu. Con người sống trên đời suy cho cùng, ta sống được bao nhiêu lần 10 năm, cứ vật vã với toan tính thì chẳng có phút nào được thanh nhàn thảnh thơi mà sống. Hãy học theo cách sống của người xưa với niềm tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ. Tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình tổn thương. Trái lại, người có tâm tính cao, tâm hồn thoáng đãng rộng mở, không tranh đua với đời, thường có phong thái cao, tướng mạo hơn người. Từ đó mà số mệnh họ cải biến. Kỳ thực, họ không hề ngốc, ngược lại, họ lại chính là những người thông minh nhất. Chuyện gì rồi cũng sớm qua đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình khôn ngoan nên ra điều tính toán, cho rằng mình lường được hết mọi việc xảy ra. Nhưng cuối cùng, người tính không bằng trời tính. Chuyện gì rồi cũng sớm qua đi. Cái khó trước mắt cũng chỉ là để bạn bộc lộ ra con người mà thôi. Nên thực ra, kẻ ngốc mới toan tính thiệt hơn, người thông minh chỉ cần phúc hậu. Người tốt rồi sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp. Người ngốc cũng có niềm hạnh phúc riêng của người ngốc, nhưng đôi khi những người khôn ngoan sắc sảo quá là chẳng thể nào có được. Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Khi không tranh, tâm sẽ an. Khi không so đo tính toán, sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, hạnh phúc. Trên thế giới này, chắc chắn có rất nhiều điều nhỏ nhặt. Nếu như quá tính toán,
sẽ chỉ xảy ra nhiều cuộc tranh chấp vô nghĩa, khiến cho trái tim của chúng ta mệt mỏi. Nếu gặp người nào đó thành công giàu có thì đừng vội ghen tị. Chỉ là họ đã tích đủ đức, đủ phúc phận nên được đáp lại trong một cuộc sống no đủ sung sướng. Còn ta chưa được vậy, nghĩa là đức ta chưa đủ sâu dày, cần phải giúp người nhiều hơn bằng tâm vô tư cởi mở. Khi hiểu rằng chuyện gì rồi cũng sớm qua đi, ngay cả lời lộc bạn tự thu gom về mình rồi cũng có ngày biến mất tất cả, thì hà cớ gì mà tranh giành. Đừng chỉ vì cái dục vọng cá nhân mà ấp ủ suy nghĩ, tìm mưu tính kế hãm hại người, rồi rốt cuộc chẳng được gì mà còn tự hại chính mình. Có rất nhiều sự tình thoảng qua như một giấc mơ, dẫu là phức tạp hay đơn giản, nói chung đều sẽ qua đi khi ta tỉnh mộng. Chi bằng xem nhẹ mọi việc, nhưng xem trọng tình cảm, vì ngày hôm nay không kể tốt xấu thế nào đều đã qua đi. Những thứ còn đọng lại đến muôn đời sau đó là tình cảm. Đời người đừng để cuối đời mới nhận ra ở hiền gặp lành. Tích đức hơn tích tiền thì đã quá muộn. Vì thế, dù bạn giàu hay nghèo, quan trọng là giữ tâm bình an, chấp nhận mọi việc với niềm vui hay buồn, thì theo thời gian, chúng cũng sẽ trở thành quá khứ. Lòng người phiền muộn là bởi quá nhiều những mưu mô toan tính. Đời người đau khổ là bởi chấp trước quá nhiều. Cuộc sống khó khăn là bởi cứ khăng khăng ôm giữ không chịu buông xuống. Trên thế giới này, tôi và bạn cũng chỉ là những vị khách trọ giữa nhân gian, hà tất phải tính toán nhiều như vậy. Vì thế, dù chuyện lớn hay nhỏ, khi bạn dùng tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt, chính là sẽ phát hiện thật ra chẳng có gì, chỉ là bản thân nghĩ quá phức tạp mà thôi. Sự không toan tính là một giá trị quan trọng trong cuộc sống. Nó đòi hỏi chúng ta hành động mà không mong đợi lợi ích cá nhân hay đánh đổi quyền lợi. Ý nghĩa của sự không toan tính nằm trong khả năng đặt lợi ích chung và trái tim người khác lên hàng đầu, thể hiện lòng tốt và sự chân thành. Khi chúng ta sống không toan tính, chúng ta giữ được tính công bằng, trung trực và trung lập trong các mối quan hệ. Chúng ta không phân biệt người khác dựa trên tài sản, địa vị hay xuất thân, mà đánh giá họ dựa trên đức tính và hành động. Sự không toan tính giúp chúng ta tạo ra môi trường công bằng và đáng tin cậy, làm nền tảng cho sự tương tác xã hội lành mạnh và phát triển. Sự không toan tính còn thể hiện sự sẵn lòng và lòng nhân ái. Khi chúng ta không toan tính, chúng ta không chờ đợi sự đền đáp và trân trọng cơ hội được giúp đỡ người khác. Chúng ta tự thân là nguồn cội của tình yêu và lòng từ bi, giúp đỡ những người xung quanh mà không đặt điều kiện hay yêu cầu trả lại. Sự không toan tính còn thể hiện lòng tôn trọng và tình cảm. Khi chúng ta không toan tính, chúng ta tôn trọng quyền tự do và quyền riêng tư của người khác, không can thiệp vào cuộc sống hay quyết định của họ. Chúng ta lắng nghe và hiểu thấu suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của người khác mà không cố gắng chi phối hay thay đổi chúng. Sự không toan tính tạo ra môi trường tươi mới và gắn kết, nơi mà mỗi cá nhân được đánh giá và trân trọng cho những gì họ mang đến. Nó mở ra cánh cửa cho sự hợp tác, đồng lòng và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Sự không toan tính không chỉ mang lại hạnh phúc cho chúng ta mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển và tiến bộ chung. Hãy nuôi dưỡng và áp dụng sự không toan tính trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên, hãy tự nhìn vào bản thân và tìm hiểu những động cơ toan tính mà chúng ta có thể mang trong tư duy và hành động. Đôi khi chúng ta có thể bị cuốn vào cuộc đua với người khác, muốn chiếm lợi thế hoặc đạt được thành công cá nhân. Tuy nhiên, bằng cách nhận ra và kiểm soát những cảm xúc và động cơ này, chúng ta có thể thực hiện hành động từ trái tim, không chỉ dựa trên lợi ích riêng mà còn dựa trên giá trị và ý nghĩa sâu sắc hơn. Thứ hai, hãy đặt mình vào vị trí của người khác,
và cố gắng hiểu những khó khăn, cảm xúc và nhu cầu của họ. Sự không toan tính đòi hỏi chúng ta lắng nghe một cách chân thành và tôn trọng quan điểm của người khác, thậm chí khi chúng khác biệt hoặc mâu thuẫn với quan điểm của chúng ta. Bằng cách thể hiện sự thông cảm và tình yêu thương, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tạo ra sự gắn kết vững chắc với những người xung quanh. Cuối cùng, hãy thực hiện hành động không toan tính một cách nhỏ bé và đáng kể trong cuộc sống hàng ngày. Điều nhỏ nhặt như giúp đỡ người khác, đóng góp vào cộng đồng hay thể hiện lòng biết ơn và chia sẻ có thể mang lại tác động lớn và lan tỏa yêu thương. Mỗi hành động nhỏ mang giá trị của sự không toan tính đều đóng góp vào xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Với sự không toan tính, chúng ta mở ra cánh cửa cho lòng nhân ái, sự thấu hiểu và hòa bình. Hãy tạo nên một cuộc sống ý nghĩa và đáng sống bằng cách sống từ trái tim và tôn trọng giá trị của lòng không toan tính. Lời Phật dạy: những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con cái. Điều thứ nhất, từ bi hỷ xả là bốn chữ vàng mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng phải nhớ. Cha mẹ là nguồn cảm hứng và nguồn năng lượng cho con. Họ có trách nhiệm không chỉ dạy dỗ và hướng dẫn con đi trên con đường đúng đắn, mà còn cần tích phúc cho con để xây dựng một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Tích phúc cho con không chỉ đơn thuần làm việc đưa cho con những tài sản vật chất, mà còn là việc truyền đạt cho con những giá trị tinh thần, lòng nhân hậu và sự biết ơn. Cha mẹ nên dạy con cách đặt lòng thành của mình vào những việc lành từ thiện và chia sẻ với những người xung quanh. Qua việc hỗ trợ xã hội và giúp đỡ những người khó khăn, con sẽ hiểu được ý nghĩa của sự rộng lượng và đem lại hạnh phúc cho cả người khác và cho chính mình. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần tích phúc cho con bằng cách truyền đạt cho con những giáo dục tốt nhất có thể. Họ nên khuyến khích và ủng hộ con phát triển các kỹ năng và tài năng cá nhân, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho sự học hỏi và khám phá. Tích phúc cho con cũng là tạo điều kiện thuận lợi để con có thể phát triển tiềm năng của mình và đạt được thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, cha mẹ nên tích phúc cho con bằng sự yêu thương và quan tâm không điều kiện. Họ cần dành thời gian chất lượng để dành cho con, lắng nghe và hiểu con, tạo ra một môi trường gia đình ấm cúng và an lành. Bằng cách này, con sẽ có niềm tin vào bản thân, cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ từ gia đình và có động lực để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Quy luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Khi bạn làm việc thiện, bạn sẽ gặt được những trái ngọt. Làm điều ác, gặt trái đắng là điều đương nhiên. Chính bởi vậy, ngay từ bây giờ, các bậc làm cha mẹ nên sống từ bi hỷ xả, nhân hậu, đối xử tốt với mọi người như chính bản thân mình. Có như vậy, đời đời kiếp kiếp sau, không chỉ bản thân được ăn quả ngọt, mà con cháu cũng được hưởng phúc từ những việc thiện mà mình làm. Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con, khi nảy sinh tà dâm, đối xử với người khác bằng thái độ gian xảo, ác độc, thì hậu quả không chỉ bản thân người làm cha làm mẹ phải gánh chịu, mà còn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của con cái. Nên nhớ rằng, lúc nào cũng chăm chăm ý định làm hại người khác, thì người ta chỉ chịu 3 phần, còn 7 phần là dành cho chính bạn đấy. Tu nhân tích đức chính là yếu tố phong thủy quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, giúp cải thiện vận mệnh theo chiều hướng tốt. Đừng tự quỷ hoại bản thân và tương lai của thế hệ sau bởi một phút ích kỷ nhỏ nhen của bản thân. Điều thứ hai,
cha mẹ cần biết tu khẩu để làm tấm gương cho con. Ông cha ta vẫn hay có câu: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Để nói lên tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói đối với mỗi người. Cha mẹ không biết tu khẩu, không dạy con cái ăn nói đúng mực, chúng sẽ trở nên hỗn láo, ngổ ngược, càng lớn càng khó dạy bảo. Ác quả của khẩu nghiệp, bạn đã thấu chưa? Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất trong việc tu hành. Khẩu nghiệp là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chứng đạo. Khẩu nghiệp là sức mạnh sát hại sinh mạng lớn nhất cho việc tu hành. Khẩu nghiệp là nghiệp lực chính yếu đưa ta đọa xuống ác đạo. Khẩu nghiệp là sức mạnh ngăn trở lớn nhất cho việc giảng sanh. Khẩu nghiệp khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng. Khẩu nghiệp khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hưng thịnh. Khẩu nghiệp khiến cho chúng sanh thoái mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người. Trong cuộc sống này cũng vậy. Nếu mong muốn mọi việc theo ý mình, ta phải học cách nhẫn nhịn, biết cân bằng giữa trái tim và lý trí. Lúc nào cũng để trái tim dẫn đường thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết cả. Vì thế nên biết giữ chừng mực trong mọi chuyện. Ngay cả khi đối đầu với kẻ thù, ta phải để cho tâm thanh tịnh, nhẫn nhịn và bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Hùng hổ lao vào mắng nhiếc chửi bới đối phương chỉ làm mất hình tượng của bạn mà thôi. Càng cho đi bao nhiêu, càng nhẫn nhịn bao nhiêu, ta lại càng nhận được về bấy nhiêu. Kết quả tốt sẽ đến với những cống hiến xứng đáng. Ác khẩu chính là một trong bốn điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất. Đó là giọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu. Những lời nói thiện cảm có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại, lời nói độc mồm độc miệng sẽ khiến cho người khác chịu tổn thương, đôi khi lại là con dao hai lưỡi, khiến cho bản thân người nói phải ăn năn hối hận cả một cuộc đời. Vì thế, bậc làm cha mẹ nên biết tu khẩu thường xuyên, tránh những lời nói thiếu thiện cảm để làm gương cho con cái noi theo. Điều thứ ba, cha mẹ nên biết kiềm chế cơn giận. Khi dạy con, cha mẹ nên lưu ý kiềm chế cơn giận của mình. Dạy con trong trạng thái bình tĩnh và điềm tĩnh sẽ giúp tạo ra một môi trường học tập và phát triển tích cực hơn. Dưới đây là một số lời khuyên để cha mẹ kiềm chế cơn giận khi dạy con. Thứ nhất là thực hiện kiểm soát cảm xúc. Khi cảm thấy tức giận hay căng thẳng, hãy tìm cách kiểm soát cảm xúc của mình trước khi tiếp tục dạy con. Thực hiện những kỹ thuật thở sâu, tập trung vào giải tỏa căng thẳng hoặc thả lỏng cơ thể để trở về với trạng thái bình tĩnh. Thứ hai là tìm thời gian để nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục dạy con. Khi cha mẹ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, việc dạy con sẽ trở nên hiệu quả hơn. Thứ ba, sử dụng phương pháp giải quyết xung đột xây dựng. Thay vì đáp trả bằng cơn giận, hãy sử dụng phương pháp giải quyết xung đột xây dựng, lắng nghe con và cố gắng hiểu quan điểm của con. Hãy thảo luận và tìm ra giải pháp chung mà cả hai đều đồng ý. Bằng cách này, con sẽ cảm thấy được tôn trọng và hợp tác, và quá trình học sẽ diễn ra một cách khẳng khái. Thứ tư là sử dụng lời nói và ngôn ngữ tích cực. Tránh sử dụng lời lẽ khó nghe hoặc lời lẽ tiêu cực khi dạy con. Thay vào đó, hãy sử dụng lời nói tích cực và khích lệ con. Khi con mắc sai lầm, hãy tập trung vào việc giúp con hiểu và sửa chữa thay vì chỉ trích hay đổ lỗi. Thứ năm, xây dựng một môi trường học tập thoải mái. Hãy tạo ra một môi trường học tập thoải mái và an lành cho con. Cuộc sống xô bồ, bon chen khiến cho chúng ta có những áp lực riêng,
dồn nén lâu ngày dễ làm cho con người nổi giận. Khi tức giận, ta khó kiểm soát được bản thân, dễ có những hành vi không đúng mực. Lúc ấy, hãy luôn nhớ lời Phật dạy rằng, tức giận chính là hình thức kinh doanh lỗ nhất trên thế gian này. Khi chúng ta không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình, thì hậu quả không mong muốn sẽ thuộc về chính mình. Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con, cha mẹ tức giận với con cái, vô hình chung sẽ gây tổn thương tinh thần cho những đứa trẻ và tạo ra khoảng cách với chúng. Khi tức giận, cha mẹ có thể giận cá chém thớt, nói và hành động không hay, vì lúc đó cơn giận đang kiểm soát bản thân. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng, vì cá giận mất khôn, lời nói khi tức giận sẽ rất nặng nề, khi đó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ với con cái. Những lúc ấy, cha mẹ nên biết kiềm chế và im lặng khi tức giận là một sự khôn ngoan. Im lặng khi tức giận sẽ giúp cha mẹ tránh nói những điều không hay gây bất hòa với con cái. Đợi đến khi nguôi giận, hãy suy nghĩ một cách thấu đáo và giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt nhất. Cách hồi hướng công đức tăng thêm phước báo. Hồi hướng phước báo là gì? Đầu tiên, để đại chúng hiểu khái niệm phước báo là gì, sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: phước là kết quả của việc thiện. Các việc thiện sinh ra phước báo. Phước đem đến may mắn, an lành, tốt đẹp, hạnh phúc cho chúng ta. Y lời Đức Phật dạy trong Kinh Thập Thiện, sư phụ cũng chia sẻ ba nguồn sinh ra phước báo gồm: thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là do tu tập. Cụ thể là từ một số việc làm như phóng sinh, bố thí, cúng dường, sống chung thủy, nói lời chân thật, sống lành mạnh, không bạo thủ, không tà kiến. Cùng với đó, sư phụ giải thích hồi hướng theo quan điểm của nhà Phật. Thí dụ, chúng ta làm một thiện sự gì đó, sau khi làm như vậy thì sinh ra phước báo, ta thu phước báo về gọi là hồi. Sau đó, hướng đến ai gọi là hướng. Đại chúng vừa tụng kinh vừa sám hối xong sinh ra phước báo. Phước báo ấy ta gom lại, sau đó sẽ hướng đến cho ai, gửi đến cho ai, đó gọi là hồi hướng. Từ lời sư phụ giảng giải, chúng ta hiểu rằng hồi hướng phước báo nghĩa là thu hồi phước báo phát sinh từ việc làm thiện lành và gửi phước báo đó đến đối tượng mà chúng ta mong cầu được sống an lành tốt đẹp. Khi hồi hướng, phước báo có bị giảm đi hay không? Trong buổi vấn đáp Phật Pháp về chủ đề hồi hướng công đức, phước của mình có bị giảm đi không? Sư phụ đã kể câu chuyện về một người nông dân rất nghèo. Ông đã cúng dường toàn bộ phần cơm trưa của mình cho vị Phật độc giác với lòng thành kính. Ngài khoan hỷ thọ nhận và chú nguyện cho người nông dân này được phước báo. Việc đó được chư thiên quỷ thần ca ngợi tán thán đến tai nhà vua. Vua đã đến gặp người nông dân để xin chia phước vì không có duyên được cúng dường Phật độc giác. Người nông dân lo lắng rằng nếu chia phước cho nhà vua thì mình sẽ hết phước, cho nên ông đã đi gặp Phật độc giác để bạch hỏi. Đức Phật độc giác đã lấy thí dụ về bó đuốc đang cháy và hỏi chị nông dân rằng: ví như bó đuốc của ông đang cháy mà mọi người mang đuốc của họ đến xin lửa ở bó đuốc của ông, thì lửa ở bó đuốc của ông có bị mất đi hay không? Vị nông dân hiểu ra và trả lời rằng: lửa ở bó đuốc của ông vẫn không bị giảm. Qua đó, Đức Phật độc giác cũng khẳng định việc vị nông dân hồi hướng phước báo cho nhà vua với tâm chân thật thì phước báo của ông ấy sẽ không bị mất đi. Từ câu chuyện trên, sư phụ khẳng định khi làm một việc thiện, một nghiệp thiện sinh ra được quả phước, chúng ta hồi hướng cho thân quyến hay cho ai thì thân quyến mình được phước,
và được phước như thế nào là còn tùy thuộc vào nghiệp duyên của họ. Về phía mình thì mình không bị mất phước đi. Cho nên tại sao chúng ta vẫn thường nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, cho cả pháp giới này? Cách hồi hướng để tăng thêm phước báo. Để chúng ta dễ tư duy và thực hành, sư phụ giảng giải: nếu chỉ hồi hướng miệng mà tâm ý không có, tâm xả tham của mình chưa có, tâm ích kỷ của mình vẫn còn, thì hồi hướng không được bao nhiêu, phước ấy không chuyển đi được. Cho nên khi làm phước, chúng ta hồi hướng phước thì phước của mình không mất. Nhưng ta chân thành hồi hướng thực sự với tâm rộng lớn thì phước của mình không những không mất đi mà còn tăng lên. Từ đó đại chúng yên tâm thực hành thiền pháp, phước báo được nhân rộng ra. Tiếp đó sư phụ khuyến tấn: chúng ta tu tập làm việc phước thiện thật nhiều và chân thành hồi hướng, không chỉ cho thân quyến mà còn cho cả pháp giới này cùng được hưởng phước báo, thì chúng ta không mất phước mà pháp giới lại được tăng thêm phước báo. Như vậy, nếu chúng ta hồi hướng công đức đến cho những chúng sinh khác với tâm chân thật rộng lớn, mong muốn khắp pháp giới giác ngộ Phật pháp, được kết duyên với Phật pháp, thì phước báo sẽ tăng trưởng. Phật đã truyền dạy về cách hồi hướng nhằm giúp chúng ta tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Hồi hướng có nghĩa là quay về trong lòng, là sự chú trọng và chăm chút vào bản thân để tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Phật dạy rằng, để tăng thêm phước báo, chúng ta cần bắt đầu từ việc chú ý đến những hành động hàng ngày. Chúng ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa, đầy ý thức và chú trọng đến việc giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể thực hiện những hành động nhỏ mỗi ngày như giúp đỡ một người khó khăn, chia sẻ yêu thương và lắng nghe người khác. Những hành động này không chỉ làm tăng thêm phước báo cho chúng ta mà còn góp phần vào hạnh phúc chung của mọi người. Hồi hướng cũng bao gồm việc quan sát và nhìn lại bản thân. Chúng ta nên thường xuyên kiểm tra lòng mình, nhận biết và thừa nhận những sai lầm và nhược điểm của chính mình. Đồng thời chúng ta cũng cần biết ơn và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp và thành tựu của bản thân. Từ việc nhìn nhận chính mình một cách chân thành, chúng ta có thể tự trau dồi và phát triển những phẩm chất tốt hơn, tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Hồi hướng đòi hỏi chúng ta khám phá và hiểu rõ chính mình. Chúng ta nên tìm hiểu về bản chất đau khổ và niềm vui, về sự tạm thời và vô thường của cuộc sống. Từ sự hiểu biết này, chúng ta có thể nhìn nhận mọi sự kiện trong cuộc sống một cách sâu sắc và không gắn bó quá mức với chúng. Điều này giúp chúng ta trở nên nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, và từ đó tăng thêm phước báo và hạnh phúc trong cuộc sống. Từ những lời dạy về hồi hướng của Phật, chúng ta cũng có thể tìm thấy cách thực hành lòng từ bi và tha thứ. Hồi hướng giúp chúng ta nhìn nhận mọi người và mọi sự với tình yêu thương và sự thông cảm. Chúng ta học cách đặt mình vào vị trí của người khác, cảm nhận và hiểu được những khó khăn và khao khát của họ. Từ đó chúng ta có thể thể hiện lòng từ bi bằng cách giúp đỡ, chia sẻ và lắng nghe một cách chân thành và tận tâm. Hồi hướng cũng dạy chúng ta cách tha thứ và giải thoát cho sự oan trái và thù địch trong lòng. Tha thứ không chỉ làm giảm bớt gánh nặng tâm lý mà còn tạo điều kiện cho sự tiến bộ và hạnh phúc cá nhân. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang giải phóng bản thân khỏi sự cấu kết của quá khứ và tạo điều kiện cho một tương lai tươi sáng. Tha thứ không đồng nghĩa với việc chấp nhận những hành vi xấu xa, mà là sự giải phóng bản thân khỏi gánh nặng tâm lý và hướng tới hòa bình và sự đồng lòng. Hồi hướng cũng dạy chúng ta về sự không gắn bó với sự sở hữu và danh vọng vật chất. Chúng ta được khuyến khích thực hành không gắn bó, không ái tứ
không tham lam và không tham vọng. Chúng ta hiểu rằng vật chất chỉ là thân thể tạm thời, còn danh vọng và tài sản chỉ là những thứ tạm thời và vô thường. Thay vì gắn kết và lưu giữ những điều này, chúng ta tìm thấy sự tự do và hạnh phúc trong lòng từ bi và trân trọng những giá trị vĩnh cửu như lòng nhân ái, lòng biết ơn và lòng tương thân. Với lòng hồi hướng và sự thực hành từ bi, chúng ta có thể tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, tạo điều kiện cho sự hòa hợp và thịnh vượng trong cuộc sống. Chúng ta không còn gắn bó với sự so sánh và ganh đua, mà hướng tới sự phát triển cá nhân và hạnh phúc chung. Chúng ta không chỉ trân trọng những thành công và niềm vui của mình, mà còn biết ơn và chia sẻ niềm vui của người khác. Sự hồi hướng và lòng từ bi tạo nên một môi trường tốt đẹp, nơi mọi người cùng hỗ trợ, đồng lòng và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Qua những lời chia sẻ quý báu thiết thực như trên của sư phụ, chúng ta hiểu rõ hơn về sự hồi hướng phước báu và lợi ích khi hướng tâm hồi hướng một cách chân thật. Xin kính chúc quý vị Phật tử cùng người nghe luôn tinh tấn tư duy thực hành lời Phật dạy để đem lại lợi ích cho mình, cho muôn loài chúng sinh. 10 cách tạo ra nhiều phước nhất. Cực dễ, ai ai cũng làm được. Để cuộc sống bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, chúng ta cần có nhiều phước đức. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách tạo ra nhiều phước nhất có thể. Cuối cùng là hầu hết chúng ta toàn tập trung vào những việc tốn công sức nhưng không mang lại lợi lạc gì nhiều. Sau đây là một số gợi ý để tất cả mọi người, bao gồm người thường hay bậc tu hành, có thể học hỏi và thực hành theo. Thứ nhất, bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là việc ai cũng nên ý thức phải làm nếu muốn có nhiều phước đức trong đời. Mọi người chỉ nghĩ tới việc bố thí dừng lại ở tiền bạc, nhưng thực tế là còn rộng hơn như thế. Đó còn là chia sẻ kiến thức, giúp một bữa ăn khi đang đói. Không dừng lại ở đó, bạn có thể khuyến khích những người xung quanh thực hành bố thí lại càng tốt. Không cần đợi bạn giàu có mới có thể thực hiện. Hãy bố thí trong khả năng của mình. Thời Đức Phật, có bà già cúng ngọn đèn dầu không tắt, sau này còn giác ngộ thành Phật. Đức Phật khuyên chúng ta giúp người bằng tâm. Nếu không thì việc ta bố thí cúng dường cũng không mang lại chút lợi lạc nào. Vậy nên, khi mình bố thí thì đừng tự mãn là mình đã làm người tốt, hay từ câu chuyện của vua Lương Võ Đế xây cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai bố thí cúng dường đúc chuông tạo tượng. Thế nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho rằng những việc làm ấy thực không có công đức gì cả. Ngài cho biết khi vua tự vinh danh mình đã làm được bao nhiêu chuông chùa thì công đức tiêu tan. Ngược lại, nếu vua im lặng làm công đức mới viên mãn. Bởi bản thân vua phước đức rất dày nên kiếp này mới ở ngôi thiên tử. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh có ghi lại rằng người nào tu dưỡng trí huệ mà chẳng tu bố thí thì ắt đời sau được thông minh nhưng nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chẳng tu trí huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Còn nếu không tu cả hai thì nhiều kiếp bị nghèo và ngu dốt. Thứ hai, cúng dường cho bậc chân tu. Việc bố thí cúng dường vốn đã rất tốt rồi, nhưng bố thí đúng người thì ruộng phước càng rực rỡ hơn. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn: bố thí thức ăn cho đạo sĩ diệt dục sẽ được phước báo gấp nghìn vạn lần. Bố thí thức ăn cho Tu Đà Hoàng sẽ được vô lượng phước báo. Huống chi bố thí thức ăn cho bậc Tư Đà Hàm đã chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã chứng quả A Na Hàm, A La Hán
đã chứng quả A-la-hán, Bích Chi Phật đã chứng quả Bích Chi Phật, sẽ được phước báo vô lượng vô biên, không thể tính toán nổi. Thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người trở thành thần tiên nhờ cúng một cây mía cho một sa môn, hay cúng một nắm củ cải. Thế nên không chê việc thiện nhỏ, nhất là khi có cơ duyên cúng dường bố thí cho những bậc tu hành chân chính thì nên gắng sức thực hiện. Tuy nhiên, gần đây có không ít nhà sư mạo danh nhằm trục lợi những người cả tin. Do đó chúng ta cũng phải đủ tinh tấn để tránh bị lừa gạt, làm hao tổn công sức vô ích. Thứ ba, trì giới. Trì giới có nghĩa là tránh làm việc xấu ác, dù là tu tại gia, tu hành tại chùa, hay kể cả những người chưa phải là Phật tử cũng có thể thực hành. Nói chung là giữ gìn giới hành trong sạch, tức là tâm niệm không được sinh ra bất kỳ một thứ gì xấu ác cả. Nếu được như vậy thì lâu ngày sẽ có định lực tâm thanh tịnh. Những người trì giới thì dù có đi đâu, ở đâu đều cảm thấy tự tin, cũng không lo người khác nói xấu, vì không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đó là người lương thiện, có tấm lòng rộng lớn, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thế nên trì giới cũng là cách tạo ra phước báo mà ngay trong kiếp này chúng ta đã có thể được hưởng và dành để cả kiếp sau. Thứ tư, khiêm tốn. Nói một người tài giỏi thông minh giàu có trở nên khiêm tốn quả là việc khó. Họ tự mãn với thành tích của bản thân, càng bị người đời ghét bỏ tránh xa. Thế nên, những người này khi gặp khó khăn sẽ chẳng ai muốn giúp đỡ. Làm người nên tránh khoe khoang tài năng, thành tích của mình mọi lúc mọi nơi. Không nên ở trước mặt người đang yếu thế mà khoe khoang những gì mình có để tỏ ra hả hê. Sự khiêm tốn thể hiện trí tuệ thực sự của một người. Có như vậy mới hòa thuận trong gia đình và có một sự nghiệp thịnh vượng. Mỗi cá nhân nên hiểu rằng một người may mắn, có trí tuệ và sự giàu không phải để họ thụ hưởng một mình rồi tiêu xài xa hoa, mà là để giúp đỡ những người nghèo khổ. Người xưa cho rằng chỉ có khiêm tốn mới có thể tích phước. Nếu bạn luôn sống với tâm niệm khiêm tốn và biết ơn thì vận mệnh của bạn cũng sẽ theo đó mà được cải thiện. Thứ năm, nhẫn nhịn. Càng kiêu căng ngạo mạn thì càng bị nhiều người ghét, càng chiêu mời thu hút kẻ xấu xui xẻo về mình. Ngược lại, càng khiêm tốn lại càng có lợi, nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống càng có nhiều phước lộc. Hay như câu chuyện thời kỳ Phật còn tại thế, Tôn Giả Mục vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một người có thể trở thành thiên thần khi thực hành nhẫn nhịn. Thiên thần cho biết bản thân không bố thí hay làm việc về tôn giáo, nhưng vào thời Phật Ca Diếp là đầy tớ của một ông chủ tàn bạo, hà khắc. Mặc dù ông chủ đánh đập, mỗi khi sân hận nổi lên, người này tự an ủi mình rằng ông ấy là chủ mình, có thể bắt giam mình hoặc xẻo mũi mình hay xẻo bất cứ nơi nào. Đừng giận dữ, như thế có thể làm lắng dịu lòng mình, chỉ có thế mà được phước quả này. Hạnh nhẫn nhịn giúp chúng ta tránh được những tranh chấp cãi vã, những sự đấu tranh không cần thiết cũng chính là nguồn cơn dẫn tới khổ đau và phiền não, lại tạo ra nhiều phước báo thì hà cớ gì mà không thực hiện. Thứ sáu, hồi hướng công đức. Nhiều người chăm chỉ làm việc tốt nhưng họ quên một bước quan trọng là hồi hướng công đức. Không phải ai cũng biết vì sao phải hồi hướng công đức. Việc này có nghĩa là chia phước của mình cho những người thân, người xung quanh mình. Điều quan trọng là phước đức không bị mất đi mà còn gia tăng gấp bội. Việc này được Đức Phật ví như việc một ngọn nến đang cháy dùng để thắp các ngọn nến còn lại, giúp toàn bộ ngọn nến cùng sáng, tạo nên một không gian lung linh, trong khi đó ngọn nến cũ không hề bị thiệt thòi gì cả.
Điều này có nghĩa là nếu bạn càng có thể chia sẻ phước lành với người khác thì phước lành đó sẽ tồn tại lâu hơn và vô tận. Ngay cả nhân vật tu hành, khi đọc bất kỳ cuốn kinh, bài chú hay sám pháp nào cũng đều có câu nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Thứ bảy, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Những người ốm bệnh, thân thể đau đớn, tinh thần lao dốc, nếu có người an ủi, dỗ về, giúp họ vực lại tinh thần là điều cực kỳ quan trọng. Trong kinh Vô Lượng Thọ từng ghi lại rằng nếu là Phật tử nên cúng dường những người bệnh tật như cúng dường chư Phật, không khác gì trong 8 món phước điền, phước thâm bệnh là đứng đầu. Kinh Phạm Võng cũng ghi lại rằng nếu các vị quốc vương hay bà la môn thấy người già bệnh tật, phụ nữ sinh sản mà trong một niệm đủ lòng đại từ bố thí thuốc thang, ăn uống cháo mệnh, khiến cho họ được an ủi, tu phước như thế không thể nghĩ bàn, thành tựu vô lượng công đức. Thế nên đây cũng là cách tạo ra nhiều phước nhất mà không phải ai cũng biết và làm theo. Thứ 8, nghe và giảng pháp. Nếu có điều kiện nghe và giảng pháp thì quả là điều tuyệt vời. Thậm chí có những người không hiểu hết các bài kinh kệ, nhưng sau một thời gian nghe pháp cũng tự ngộ ra những chân lý sống cần có. Nhờ thế mà họ tránh xa điều dữ ác, gần điều thiện lành, có được cuộc sống hạnh phúc bình an. Nếu biết lan tỏa điều này để cho nhiều người nghe và hiểu, giúp họ ngộ ra những điều tốt đẹp, lẽ sống chân chính, sẽ càng tạo ra phước đức vô lượng. Thứ 9, thiền định. Càng ngày có nhiều người tìm đến thiền định, cho dù họ không theo một tôn giáo cụ thể nào. Lợi ích của thiền định rất lớn lao. Nó có thể giúp ta bình ổn tâm trí giữa những thăng trầm, sóng gió, xáo trộn, lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Không những thế, thiền định còn giúp ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh, giúp ta quán chiếu bản thân, không bị cái xấu lôi kéo, không để dục vọng dẫn dụ. Việc tưởng rất đơn giản nhưng lại có phước báo vô lượng vô biên. Thứ 10, sống hiếu thuận. Làm tròn chữ hiếu là một trong những cách tạo ra nhiều phước nhất. Và điều này đứng cuối cùng không phải vì ít quan trọng, mà đơn giản là điều mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Sống tròn chữ hiếu với cha mẹ, ắt phước đức sẽ tự nhiên được bồi đắp. Thế nên hiếu thảo với cha mẹ luôn là điều quan trọng nhất trong đời người mà ai cũng phải lưu tâm. Nhưng quan trọng là hiểu cho đúng, nếu không sẽ trở thành cực đoan thái quá. Phước báo trong đời cũng vô thường, lúc có, lúc hết. Thế nên chúng ta cần phải vun đắp thường xuyên mỗi ngày. Vì thế trong cuộc sống luôn cố gắng tích cực, hành thiện, giữ tâm thanh tịnh mới là điều cần và nên làm để tạo tích lũy phước báo từ nay về sau. Tạo ra phước báo trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Dưới đây là một số cách giúp chúng ta có thể tạo ra phước báo trong cuộc sống hàng ngày. Tạo phước báo bằng lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều tốt đẹp mà chúng ta có. Bằng cách tập trung vào những niềm vui nho nhỏ, những thành tựu và những mối quan hệ đáng quý, chúng ta tạo ra một tư duy tích cực và mở rộng lòng biết ơn. Tạo phước báo bằng lòng nhân ái, sẻ chia và giúp đỡ người khác là cách tuyệt vời để tạo ra phước báo. Hãy tìm cách làm điều tốt đẹp cho cộng đồng xung quanh, từ việc tham gia các hoạt động từ thiện đến việc hỗ trợ người khó khăn. Bằng cách đóng góp và làm điều tốt cho người khác, chúng ta mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cho người khác. Tạo phước báo bằng lòng khoan dung và tha thứ. Lòng khoan dung và tha thứ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi sự oan trái gắn bó với quá khứ.
bằng cách thực hành lòng khoan dung và tha thứ, chúng ta xóa bỏ sự oán hận và tiêu cực trong tâm hồn và tạo điều kiện cho sự thanh thản và hạnh phúc. Tạo phúc báo bằng việc sống đúng giới luật. Sự chân thật, trung thực và tuân thủ giới luật là những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra phúc báo. Bằng cách sống đúng giới luật, chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống và tránh những hậu quả tiêu cực của hành động sai trái. Tạo phúc báo bằng việc tu tập và rèn luyện tâm hồn. Qua việc tu tập và rèn luyện tâm hồn, chúng ta nâng cao sự tỉnh thức và nhận thức của mình bằng cách thực hành thiền định, học tập và áp dụng những nguyên lý Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tạo ra sự thanh thản và hạnh phúc sâu sắc. Tạo ra phúc báo trong cuộc sống không chỉ là sự nhận thức mà còn đòi hỏi hành động và ý thức. Bằng cách thực hiện những cách trên và mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh, chúng ta tạo ra phúc báo trong cuộc sống và đều hướng đến một tâm linh và đạo đức cao hơn.